vùng tuyết trắng mộng mê. Anh ước sao tình như tuyết trình, cho dù chúng mình không gian cách ngăn, cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm, cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm, cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm. Rồi, xin cảm ơn các cô. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ vâng. Mời anh gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán giả, thưa anh Gia. Dạ, xin chúng tôi đại diện cho ban tổ chức Đại hội 2 số 4 Không quân xin có lời cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả, và chúng tôi mong muốn các, nhất là các niên trưởng và các chiến hữu bớt chút thì giờ về tham dự với chúng tôi, bởi vì 41 năm đây mới có lần thứ hai, bởi vì chúng ta về để chúng ta cái chủ đề lần này ấy là nhớ về Tây Đô một thời chinh chiến. Thế thì việc về để mà nhớ lại cái thời ngày xưa, được thế hệ chúng ta đã hy sinh cả hết cái tuổi thanh xuân. Vâng, để... ngày 3 tháng 7 phải không anh? Dạ, ngày 3 tháng 7 tại Seafood Palace trên đường Westminster. Và anh nói nhanh cái số phone của anh một lần nữa để cho quý vị ở xa liên lạc thưa anh. 949-381-9431. Vâng, liên lạc với anh Gia. Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ vâng, cảm ơn em mời anh Hùng chào quý khán giả. Kính chào tất cả các khán giả của Đài Hồng Việt TV. Chương trình của chúng ta đến đây là phải chia tay rồi, thưa quý vị ơi. Trang Thanh Lan, Phương Quế, anh Gia cũng như anh Hùng và Nghĩa Sữa phải tạm biệt quý vị ở đây rồi. Trang Thanh Lan xin hẹn tuần sau cũng vào giờ này, 7 đến 8 giờ giờ Cali. Rất cảm ơn những lời chia sẻ vừa qua của quý vị và các anh chị. Hẹn tuần sau. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và hạnh phúc. Anh vui xa trường cho lòng em như